Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì các bạn thấy là thời gian vừa qua thì mình đã triển khai một số những cái series mới, ví dụ như là series về kinh tế vĩ mô hay là series về crypto talk. Tuy nhiên không vì thế mà mình bỏ quên những cái thói quen thường xuyên research và kiểm tra những cái dữ liệu on-chain. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái dữ liệu on-chain cũng như là có một cái bản báo cáo khá là hay sẽ tiết lộ cho chúng ta những cái thông tin liên quan đến giá trị của chu kỳ đáy của BTC và những cái động thái làm giá của cá voi và các market maker trong đoạn này là như thế nào. Thì cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả cái video ngày hôm nay. Hiện tại thì đội ngũ của anh Review Capital vẫn đang tuyển dụng thêm rất là nhiều vị trí làm việc full time tại Hà Nội. Và nếu như các bạn là những người mà tự tin về khả năng phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản, cũng như các bạn có kinh nghiệm trong thị trường crypto và muốn đồng hành cùng anh Review Capital thì các bạn có thể gửi CV của các bạn vào trong cái email hiển thị ở trên màn hình thì chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau. Ok, thì trước tiên thì như thường lệ thì mình sẽ check qua cho mọi người một vòng xem là hiện tại thị trường đang có những cái trạng thái lời lỗ như thế nào. Các cái phe như trader hay holder dài hạn liệu có đang phải chịu áp lực gì hay không? Thì các bạn có thể thấy ở đây thì mình đang có một cái biểu đồ hết sức là quen thuộc với cả member của Andrew Capital liên quan tới cái tỷ lệ chốt lãi lời lỗ thực tế, hay chúng ta còn gọi là Net Realized Profit and Loss. Thì nếu mà chúng ta nhìn nhanh qua thì các bạn có thể thấy rõ là một vài ngày gần đây thì khi mà Bitcoin đã break ra khỏi cái vùng cản 20.000 đô thì các cái phe trên thị trường đã bắt đầu nhen nhóm một chút cái đường màu xanh, đúng không ạ? Tức là sao? Tức là những ngày gần đây các trader ngắn hạn họ đã bắt đáy tốt ở cái giai đoạn 18-19.000 và họ cũng đã bán sạch số Bitcoin này trong cái giai đoạn Bitcoin pump trong mấy ngày vừa rồi để mà chốt lãi. Tuy nhiên thì cái số tiền này thực sự là không quá lớn. Ví dụ như là vào ngày 29 tháng 10 thì các bạn có thể thấy là các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ chốt được có 18 triệu đô thôi. Hay là ngày 26 tháng 10 thì con số này nó rơi vào khoảng 169 triệu đô. Tổng quan hơn cũng như là rộng hơn thì đa số mọi người vẫn đang trong cái trạng thái thua lỗ khá nhiều. Và điều này thì đang được biểu diễn rất là rõ bởi những đường tín hiệu màu đỏ trên màn hình. Và như mình cũng đã từng đề cập đến ở trong những video gần đây thì thị trường đang có volume tương đối yếu và tính thanh khoản khá là thấp, thế nên đó là lý do tại sao mà cái biên độ của các cái đường chốt lời và chốt lỗ như các bạn thấy trên màn hình là đang ngày càng có cái sự thu hẹp lại. Và ngoài ra nếu mà chúng ta nhìn bao quát hơn ý, thì mình sẽ show cho mọi người thêm một cái dữ liệu mới có tên là Percent UTXOs in Profit. Tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thống kê về phần trăm lợi nhuận của toàn bộ số BTC ở trên thị trường. Cái biểu này được cấu tạo tương đối là đơn giản, gồm hai cái đường chính. Trong đó thì cái đường màu đen sẽ biểu thị cho giá của BTC theo real life, tức là theo thời gian thực. Và đường màu vàng là số phần trăm mà các cái địa chỉ ví đang có lời so với cả giá vốn mua trước đó. Thì hiện tại thì khi mà mình đang làm video này ý, thì cái số lượng địa chỉ ví đang có lãi tầm khoảng 74%. Đây là một con số khá cao và trái ngược hẳn so với những cái dữ liệu mà mình vừa phân tích ở trên. Đó là đa số các nhà đầu tư đang chốt lỗ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điều tưởng chừng như không hợp lý này lại hết sức là hợp lý nếu chúng ta zoom rộng biểu đồ ra. Mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người ở cái chu kỳ trước. Bitcoin về cái vùng đáy khoảng 3.000 đô trong năm 2019. Thì dù đã là ở vùng đáy của chu kỳ rồi thì cái số phần trăm địa chỉ ví có lời vẫn đang ở quanh mốc từ 40-50%. Có một sự thật mà khá ít người biết, đó là đa số trong những cái ví mà đang có lời khi mà giá chạm đáy 3.000 đô ấy, thì đều là những cái ví mà đã bị mất, đã bị thất lạc hoặc là không tìm được cái private key. Những cái bạn nào mà tham gia thị trường lâu năm hoặc cũng chính từ những cái trải nghiệm bản thân của mình thì các cái chu kỳ trước, đặc biệt là chu kỳ 2016-2017 hay trước đó thì khái niệm của BTC và crypto nó cũng khá là mơ hồ, thế nên là cái việc mà nhiều ví bị thất lạc hay lãng quên là một cái điều mà chúng ta có thể hiểu được. Do đó thì tại thời điểm hiện tại, con số 70% số ví đang có lời thì nếu mà chúng ta số liệu này là tính cả ví bị thất lạc thì đây là một con số hoàn toàn hợp lý, và mình nghĩ rằng hiện tại chúng ta vẫn chưa phải là cái vùng đáy với cái tỷ lệ có lời như thế này. Trong tương lai thì sẽ còn những cái vùng giá thấp hơn và cái số phần trăm ví có lợi nhuận sẽ phải giảm đi về quanh cái mốc là 60%, tức là tương đương với cái mốc là BTC quanh giá là 12-13.000 đô, thì đây mới là con số mình cho rằng là ổn nhất để chúng ta có thể vào hàng. Ok, vừa rồi là một chút những cái tổng quan về lãi lỗ trên toàn bộ thị trường mà mình muốn cập nhật đến các bạn. Trong phần tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số những cái dữ liệu hết sức là có giá trị. Để mà có thể đọc và hiểu những dữ liệu này là một điều không dễ và tốn cũng tương đối nhiều thời gian. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng hết sức là giải thích một cách dễ hiểu nhất cho tất cả các bạn có thể nắm được.
Ok, thì các bạn thấy ở đây là mình đang có cái bản báo cáo tuần thứ 44 của Glassnode có tên là Hammering Out the Bottom, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là thị trường đang dò đáy. Và trong cái bản báo cáo này thì Glassnode đã show ra cho chúng ta rất là nhiều cái biểu đồ, rất nhiều cái dữ liệu hay. Tuy nhiên thì sau khi đọc cũng như là nghiền ngẫm khá là kỹ thì mình đã chọn lọc ra một vài những cái biểu đồ cực kỳ quan trọng. Và mình nghĩ rằng nếu mà ai quan tâm đầu tư và muốn thành công ở chu kỳ sắp tới thì các bạn sẽ bắt buộc phải biết. Ok, thì dữ liệu đầu tiên mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là một cái biểu đồ có tên là BTC Valuation Model, hay còn gọi là mô hình giá trị Bitcoin. Cấu thành nên cái biểu đồ này sẽ gồm 3 đường giá của Bitcoin. Trong đó thì đường dưới cùng màu xanh dương đại diện cho Balance Price, hay còn gọi là giá cân bằng. Đường màu vàng biểu thị cho Realized Price, tức là giá trị thật của BTC. Và đường màu đen là giá của Bitcoin đang được buôn bán trên các sàn giao dịch. Về Realized Price, giá trị thực của Bitcoin, thì chắc chắn là bạn nào hay xem cái video của mình các bạn cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở đây chúng ta xuất hiện thêm một cái khái niệm mới, chính là cái đường màu xanh dương có tên là Balance Price. Với cái giá cân bằng Balance Price thì các bạn có thể hiểu đây là mức giá biểu diễn sự chênh lệch của giá Realized Price và giá Bitcoin được mua bán chuyển qua chuyển lại trên sàn tính theo ngày. Và cái công thức tính thì tương đối là phức tạp. Tuy nhiên thì cái điều mà mình muốn các bạn chú ý chính là về ba cái chu kỳ đang được đánh dấu ở trên màn hình. Thì chu kỳ đầu tiên năm 2014-2015 kéo dài khoảng 10 tháng, chu kỳ thứ hai vào năm 2018-2019 kéo dài khoảng 5,5 tháng, và chu kỳ lần này giai đoạn 2022 chúng ta đã đi được khoảng 3 tháng và vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm chung của các cái vùng đỏ chu kỳ được đánh dấu đó là giá của Bitcoin trên các sàn đều nằm dưới cái đường màu vàng Realized Price. Trong mỗi một cái chu kỳ đáy thì sẽ có những cái sự rũ bỏ, flash dump, và giá sẽ rớt xuống dưới cái đường màu xanh dương, tức là vùng Balance Price. Tuy nhiên ở trong chu kỳ lần này thì mặc dù là chúng ta đã kéo dài trên thị trường khoảng được 3 tháng, giá chưa có những cái cú flash dump xuyên thủng qua cái đường màu xanh dương, tức là đường Balance Price. Và theo những cái dữ liệu mới nhất thì cái mốc giá Balance Price nó đang ở mức là khoảng 16.000 năm. Thế nên cá nhân bản thân mình thì mình vẫn tin rằng là chúng ta sẽ có những cái cột đong nữa trong tương lai để mà thanh lọc một lần nữa thị trường trước khi mà chúng ta bước vào những cái giai đoạn mới. Do đó thì với cái biểu đồ Valuation Model, cái mô hình định giá BTC này, thì sau khi mình phân tích thì các bạn, hy vọng là các bạn sẽ cho các bạn thêm một cái góc nhìn. Tất nhiên là cái này thì nó sẽ không thể nào mình dám khẳng định rằng là nó sẽ đúng 100%. Nó đúng với cả cái chu kỳ trước và cái chu kỳ sau, nó có thể nó thay đổi. Tuy nhiên thì cái lịch sử của thị trường tài chính thì thường là nó sẽ có sự lặp lại. Và cái quan trọng là cái cách nó lặp lại nó sẽ khác nhau một chút thôi, nhưng về cơ bản nó sẽ có cái sự lặp lại. Thế nên là bản thân mình thì mình vẫn đang có cái sự tin tưởng và kỳ vọng nhất định về những cái thông số này, và mình cũng vẫn đang chờ đợi cho những cái thời gian sắp tới. Và ngoài ra thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái thông số khác khá hay liên quan đến BTC, số BTC trên thị trường đang được nắm giữ ở những cái vùng giá nào và các cá mập họ đã thực hiện sự co bằng hay chưa. Thì ở đây chúng ta có cái biểu đồ có tên là UTXO Price Distribution, hay còn viết tắt là URPD. Và cái dữ liệu này được cập nhật lần gần nhất là vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Và các bạn có thể thấy rõ ràng là trong cái khu vực màu đỏ được đánh dấu đó là số BTC được mua trong cái vùng giá từ 17 cho đến 22.600. Và cái lượng này đang chiếm khoảng 20,1% tổng cung, tức là tương đương khoảng là 4,2 triệu BTC, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình đã tracking và kiểm tra lại thì hiện số BTC on air ở trên sàn chỉ đang ở khoảng là 2,3 triệu BTC mà thôi. Kết hợp với các cái dữ liệu về biên độ dao động giá thì chúng ta có thể thấy rằng là hai cái vùng giá đang được mua nhiều nhất trên thị trường sẽ là những cái vùng mà mình đang đánh dấu trên màn hình. Vùng nhiều nhất sẽ là 19.900 với hơn 800.000 BTC được thu gom. Vùng thứ hai, vùng thứ ba lần lượt là 18.500 và 21.200 với khoảng trên 600.000 BTC một chút. Do đó thì rõ ràng là các bạn có thể thấy rằng với mức giá như hiện tại thì chỉ cần sàn đẩy một nhịp xuống dưới 18.000 là tất cả các holder trên thị trường gần như là sẽ lỗ hết. Hoặc là nếu mà giá giật sâu về tận cái vùng 16.500 như mình vừa phân tích ở trên, thì mình cho rằng đây là một cái vùng giá mà hoàn toàn các bạn có thể bắt, ít nhất là chúng ta có thể ăn được những cái hút cú sóng hồi sau khi mà Bitcoin rơi vào cái vùng giá này. Ngoài ra thì có một cái điều cực kỳ đặc biệt mà các bạn sẽ cần chú ý, đó là chúng ta quan sát cái cột màu cam cao nhất ở góc màn hình, đúng không ạ? Thì tại cái vùng giá 3.000 đô này thì đã có 800.000 BTC được gom, và hơn hết là những BTC này vẫn chưa hề được bán bất cứ đồng nào. Sau khi mình research và tìm hiểu thì khả năng cao số lượng BTC lớn như vậy mà mua được ở vùng giá 3.000 là đang mà chưa hề chốt là đang thuộc sở hữu của sàn dịch Binance và một số những cái sàn giao dịch tập trung khác. Các bạn có thể thấy rõ là các sàn và các tổ chức, các đội market maker họ vẫn đang nắm giữ một lượng BTC rất lớn ở cái vùng giá đấy.
thị trường còn sập sâu hơn nữa thì trong ví của họ vẫn có sẵn BTC để thao túng cũng như là làm giá thị trường. Những cái dự án on-chain như đồ thị UPRD mình nghĩ rằng là khá là giá trị, và các bạn nếu mà hiểu được ngọn ngành tường tận thì các bạn sẽ biết được là hiện tại thị trường ai là đang là người chủ cuộc chơi, họ đang nắm giữ số lượng BTC như thế nào, cũng như là cái dự định cái vùng giá gom của họ trong tương lai là bao nhiêu, thì qua đó chúng ta sẽ có những cái view rất là tốt trong dài hạn để chúng ta có thể đầu tư. Ok, thì đó là toàn bộ những cái nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, thì hy vọng là mọi người đã nắm được những cái thông tin cần thiết, và tất nhiên trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục cập nhật và update những cái thông tin on-chain để gửi tới các bạn. Thì các bạn hãy đừng quên là ấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình có những cái video mới, các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Và ngoài ra nếu như các bạn đang cần hỗ trợ về Signal hoàn toàn là miễn phí thì các bạn có thể tham gia bằng cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video, đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người trong video sau.